xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em giới thiệu các bác một đôi loa Bass 30 rất là gấu các bác. Và đôi loa này là một đôi loa của Nhật Bản nội địa. Nó là một dòng loa của Nhật. Và các bác có thể thấy là cái tiếng bass ngay từ đầu nó đánh trong tiếng bass cực kỳ mạnh các bác nhé. Và đầu video thì các bác hãy, những bác lần đầu xem được video clip của em thì hãy nhấn nút đăng ký và bấm chuông theo dõi ở góc màn hình đó các bác. Và nhớ nhấn nút like và chia sẻ giúp cho em để cho bạn bè của các bác cùng biết đến kênh của em. Và bây giờ em sẽ giới thiệu các bác đôi loa này. Và trong các bác đang tìm một đôi loa gấu khủng, bệ vệ, đẹp, và chất âm của nó phải đánh rung nhà, tức ngực, bật tim. Đấy là toàn những cái yếu tố cực kỳ khó các bác nhé. Nhưng mà tiền nó phải vừa phải. Đó, đây là một đôi loa em sẽ lựa cho các bác. Và đôi loa này e-căng còn nguyên đầy đủ, e-căng đẹp luôn các bác nhé. Đây ạ, e-căng của nó đây các bác, e-căng của nó cực kỳ đẹp các bác nhé. Em sẽ lắp căng vào một bên cho các bác xem đấy ạ. E-căng đẹp các bác nhé, nó bằng cái mấu này nên là em phải có lực mới lắp được. Đấy, e-căng đẹp các bác nhé. À, con này thì đôi loa này tình trạng hoàn hảo 100%. Gân bằng gân mút, đã được thay gân. Và sử dụng một con tép giấy các bác nhé, tép giấy và một con chung, chung giấy các bác. Gân vải tẩm dầu, một con bass 30 đánh rất là lực các bác, thùng kín. Các bác lưu ý giúp em, đôi loa này là một đôi loa nội địa Nhật. Tem mác của nó thì đã bị theo năm tháng thì đã bị mất hết rồi. Đó các bác, hậu đẹp, mặt đẹp, tình trạng đẹp. Nói chung là một đôi loa bãi là quá đẹp. Và điều quan trọng là cái vỏ của nó rất là đẹp. Chất âm thì em nói vuông các bác là chất âm, cái tiếng bass của nó sẽ làm các bác dữ dội, tức ngực, bật tim. Tiếng bass bắn tim luôn các bác. Bass đánh rất là kinh khủng. Và đôi loa này các bác lưu ý giúp em mà nên phải đánh những đôi loa, đánh những chiếc âm ly công suất khá lớn mới đánh được. Bởi vì con này sử dụng ủ từ rất lớn. Em đã tháo ra em thay gân, em nhìn thấy ủ từ rất lớn và côn rất lớn, nhện sâu. Một cái cấu hình loa đánh rất là dã man. Và những đôi loa Nhật như vậy rất là hiếm các bác nhé. Bass đánh như có súp luôn. Và đôi loa này để giá các bác cực kỳ đẹp, tuyệt vời luôn. Để các bác giá chỉ 4.900.000 đồng. Em lấy giá bán vui các bác luôn. Đôi loa này bán vui. Đôi loa này là bán vui cho các bác. Bởi vì là một đôi loa quá kinh khủng. Nhưng mà tình trạng cực kỳ đẹp. Mỗi tội là nó mất hết tem mác. Đó. Nhưng mà nó loa xịn các bác nhé. Em vẫn chưa tìm hiểu là nó là của loa của hãng gì luôn. À đây rồi, nó có hãng nữa các bác. Nó chỉ ghi là, đây các bác, nó chỉ ghi là loa S7 thôi các bác. S7 Made in Japan, hãng Custom cái gì đó em không rõ nữa. Nói chung là một hãng rất là dị. Và khả năng hãng này cũng là một hãng âm thanh cao cấp bên Nhật, nên đôi loa đánh rất hay các bác. Chất âm của nó là những đôi loa cao cấp luôn. Có thể tình trạng loa đấy ạ. Và đôi loa để các bác giá đúng 4.900.000 đồng các bác không mà cả các bác nhá. Đây em bán giá tốt nhất có thể cho các bác rồi, để các bác chơi. Đôi loa này bass tức ngực bắn tim các bác ạ. Bass 30 thùng lớn. Găng tay của em là 22 phân. Con này khả năng là thùng chiều rộng của nó là 36-37 gì đó. Và chiều cao của nó rơi vào tầm độ, chiều cao rơi vào tầm độ 70 phân các bác nhé, 70 cho đến 75 phân. Chiều sâu khoảng 25 phân. Tiếng bass đánh tức ngực các bác. Các bác cũng cần tìm những đôi loa mà nó
có cái chi phí đầu tư thấp, đẹp, bệ vệ, hoành tráng, tiếng bát đánh tức ngực rung nhà. Đây là một đôi loa các bác không thể bỏ qua, chỉ để các bác giá chỉ 4.900.000 đồng, thấp hơn cả giá em nhập về luôn. Trong một đống loa em nhập về hàng gần trăm đôi, nhưng mà sẽ có những đôi em bán lỗ vốn cho các bác, bởi vì là những đôi mà rất hiếm gặp, hoặc là những đôi mà em muốn bán cho các bác với cái giá lỗ vốn như vậy, thì các bác hãy nhanh tay lấy những đôi loa như này rất hay. Em không biết là thương hiệu gì luôn, nó chỉ ghi là S7 các bác. Không biết là thương hiệu gì luôn, rất là kinh khủng, Made in Japan. Tiếng bass thì loa S90D phải sợ đó các bác nhé, bass đánh rất kinh. Rồi, các bác có thể thẩm âm được rồi. Và các bác đừng quên, em để trước các bác đồng một chiếc âm ly. Các bác đang chờ đợi rất nhiều. Những bác mà có những đôi loa Diatone màng carbon D77, các series D66, các series, hay là những đôi loa đời nông 7766, những cái đôi loa 7766 các bác, đôi loa hai số đấy mà màng carbon trung đôm thép đôm. Đây là một liều thuốc độc cho nó, và các bác đánh vào tiếng bát nó tròn gọn thép trong sáng. Và con này là Chio 7300, hai nguồn hai máy, cực kỳ gấu các bác nhá. Tình trạng thì chưa vệ sinh đã đẹp như này rồi, rất nặng, rất gấu các bác. Chio hai nguồn. Và con này nó có cả dề ao các bác nhé, rất là hay. Con âm ly này tình trạng thì đẹp tuyệt đối rồi, không có vấn đề gì cả. Nhưng các bác có thể nhìn thấy đấy ạ, ở trên của nó, nếu mà nhìn ngang cái này chúng ta sẽ không nhìn thấy, nhưng mà nhìn kỹ thì ở đây nó bị những con âm ly khác vận chuyển đè lên, hơi cánh một tí, hơi xước một tí các bác, hơi xước một tí lần trên này thôi, nhưng mà về cơ bản thì nó cực kỳ đẹp các bác. Và con này để giá các bác cực kỳ yêu thương, con này để các bác giá 4 triệu tròn luôn các bác. Các bác nhanh tay giúp em nhá, những con âm ly này đánh thuốc độc với những đôi loa carbon, những đôi loa màng carbon là thuốc độc luôn đó. Chio 7300, các bác lưu giúp em một chiếc âm ly zin chuẩn các bác nhé. Đây ạ, một chiếc âm ly zin chuẩn đẹp 7 màu sexy. Các bác có nhìn thấy hai cái biến thế nó đây ạ, hai biến thế nó, đây là 7 màu sexy các bác nhé. Em ơi nhìn gió lên khơi, 7 màu sexy các bác, rất tuyệt vời. Và các bác có nhu cầu lấy sản phẩm nào thì hãy nhắn tin hoặc gọi điện qua số điện thoại là 098 119 3686. Em giao hàng toàn quốc. Xin chào tất cả các bác.